Bảo vệ mãi mê bấm điện thoại, tên trộm thoải mái trộm xe mà không phản ứng gì. Cặp đôi phối hợp ăn ý để trộm cắp tài sản. Bảo vệ vừa mới quay lưng, chiếc xe bị bay màu ngay lập tức. Một vụ việc khó hiểu và thấy được sự bất cẩn của bảo vệ nơi đây. Theo camera an ninh một công ty ở Dĩ An, Bình Dương, đường Lý Thường Kiệt ghi lại, ngày 22 tháng 12, lúc này trong công ty có một bảo vệ đang ngồi coi xe nhưng mãi mê bấm điện thoại. Một đối tượng nam mặc đồ đen, nón đỏ, thản nhiên đi vào. Sau khi ngồi quan sát, hắn từ từ dắt chiếc xe Winner X chưa có biển số vì chủ xe đang làm thủ tục bấm biển số. Sau đó, tên trộm loay hoay câu dây để khởi động xe. Mặc dù sau đó bảo vệ có quay đầu lại nhìn, nhưng không hiểu sao lại ngồi im, nhìn trao tráo, mà không phản ứng để đối tượng thoải mái leo xe chạy mất. Đây là một bài học nhắc nhở cho các bảo vệ tại các công ty đề cao cảnh giác. Cần chủ động khi có người lạ vào, hạn chế làm việc riêng trong lúc làm việc. Ngoài là ông thấy người từ ngoài vào, bình thường ông hay hỏi lắm là sao? Mày ông im như thấp. Với thủ đoạn tới mua hàng, một người đứng ngoài giả bộ hôi thúc người kia nhằm làm chủ tiệm phân tâm mất cảnh giác, lợi dụng sơ hở đồng bọn trộm tài sản. Theo camera tại cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, cặp đôi đi xe máy tới mua đồ, một người ngồi ngoài xe đợi sẵn, người còn lại vào mua xem đồ. Trong lúc cô bán hàng quay lưng đi, người phụ nữ bên trong thò tay trộm điện thoại iPhone, sau đó nhanh chóng ra xe cả hai tẩu thoát. Lúc này, chị chủ vẫn chưa biết bị mất trộm điện thoại, đến khi không tìm được điện thoại thì mới trích xuất camera, thì đã quá trễ. Diễn biến vụ việc xảy ra tại khu vực quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có bảo vệ trông coi, nhưng vẫn bị trộm mất xe một cách đơn giản. Đây là bài học cho những bảo vệ trông coi xe các quán cảnh giác. Hiện nay nhiều nơi quá lơ là do lực lượng bảo vệ không chuyên nghiệp hoặc quá bất cẩn làm mất xe của khách. Trong đoạn camera cách đây vài ngày tại một quán mì cay ở Bến Cát, Bình Dương, lúc này chú bảo vệ vừa quay lưng đi chỗ khác. Lập tức một đối tượng nam xuất hiện bẻ khóa xe nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ hành vi xảy ra chỉ trong vài giây. Còn bạn, bạn thấy thế nào về những màn trộm cắp bất chấp này? Comment bên dưới nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất từ camera nóng nhất. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.